Thứ nhất ấy là cái mối quan hệ association, mình dịch nó ra là quan hệ liên kết. Các bạn nhớ nhá, thì tất nhiên có nhiều cách dịch nhưng mà cái association ấy, nhấn mạnh cái tính liên kết dữ liệu giữa các cái class ở trong một cái bài toán cụ thể, có nghĩa rằng là nó không phải kế thừa, chắc chắn đã nó không phải kế thừa. Thì một mối quan hệ liên kết dữ liệu thì thường nó hiểu theo nghĩa là một cái đối tượng này ấy, đối tượng của cái class này nó sẽ được dùng làm thuộc tính của đối tượng class kia. Thuộc tính đó có thể là một thuộc tính đơn, có thể là mảng. Ở trong cái slide nó có một ví dụ cũng khá dễ hiểu, tức là có ba cái class là student, course và faculty, sinh viên, khóa học và khoa. Thì sinh viên tức là, ok, ta mô tả một cái đối tượng là người học đúng không? Thì như vậy sinh viên sẽ cần có cái thông tin cụ thể là sinh viên đó học khóa học nào. Khóa học ở đây hiểu như một chương trình đào tạo. Còn lớp khóa học thì nó sẽ có hai thông tin yêu cầu. Thứ nhất là nó phải có danh sách sinh viên học khóa đó. Và thứ hai là khoa đảm nhiệm cái khóa học đó. Và lớp khoa thì đương nhiên là sẽ có danh sách khóa học mà khoa đảm nhiệm. Còn thấy là tất cả những thuộc tính mà nhìn ở trong cái sơ đồ này nó đều không thể bỏ đi được. Đúng không? Sinh viên thì cũng phải biết học khoa khóa nào. Khóa học thì cũng phải có danh sách sinh viên học khóa đó. Và cũng phải có khoa đào tạo. Đúng không? Khoa thì đây là khoa học. Ok, thì ở trong cơ sở dữ liệu, chắc là các bạn nghe này thì nó cần giống cơ sở dữ liệu đúng không? Tức là một sinh viên thì có thể tham gia nhiều khóa học, một khóa học thì có thể có nhiều sinh viên và có một khoa đảm nhiệm, một khoa thì sẽ có thể dạy từ 0 đến 3 khóa học. Đấy, thì cái kiểu như vậy giống như quan hệ liên kết dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Thế nhưng mà đừng nhầm nó với nhau, tức là tất nhiên chúng ta nhìn trong khía cạnh dữ liệu thì nó đúng như thế. Thế đây không phải là dữ liệu, đây là class. Vậy thì cái khác biệt là gì? Nếu như ở bên cơ sở liệu các bạn được học là chúng ta sẽ cố gắng tối ưu cái mô tả dữ liệu bằng cách là đặt các thuộc tính mã ở trong các lớp tương ứng đúng không? Ví dụ sinh viên sẽ có một danh sách các cái mã khoa học, mỗi một mã khoa học ứng với một khoa học. Một khoa học thì lại sẽ có một danh sách các cái mã sinh viên ứng với các một tập sinh viên. Còn khoa thì có một các mã khoa học tương ứng. Tóm lại mình dùng mã để thay thế đại diện cho đối tượng. À, cho cái dữ liệu tương ứng ở trên bảng bên kia, tức là thông qua cái thuộc tính cửa khóa đúng không? Ok, đại loại về dữ liệu thì thấy cũng không 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 quá quan tâm, như bạn thể để ý lại. Vậy thì nếu nhìn trong quan góc độ class ấy, thì mình code thế nào bây giờ? Mình code thế nào bây giờ? Ok. Khi viết class thì việc mình để một thuộc tính mã hay là để một thuộc tính đối tượng thì không khác gì nhau nhé. Và đương nhiên người ta chẳng dùng mã gì cả, thì mã mình tốn bộ nhớ. Qua hiểu vấn đề không nhỉ? Vì thực tế đối tượng nó có đâu có tốn bộ nhớ đâu. Đối tượng là một tham chiếu mà. Nếu như có một số cái đối tượng cost sẽ được khởi tạo đâu đó thì cái mảng cost ở bên lớp student nó chỉ đơn giản là một tham chiếu đến thôi. Do vậy cho nên việc mình dùng đối tượng là tối ưu nhất. Hãy nhớ như vậy nhé, chứ không không phải là dư thừa thông tin gì cả. Bạn nhớ cái đấy và nó khá là khác biệt so với cơ sở liệu. Có hiểu cái đấy không? Để nhắc lại nhé, là một đối tượng thực chất là một cái tham chiếu. Vì thế cho nên một một cái thuộc tính là đối tượng thực tế không làm cho cái object đấy nó tốn bộ nhớ, và ngược lại nó tiết kiệm bộ nhớ, tại vì là cái tham chiếu đó nó sẽ tham chiếu đến vùng nhớ nào đó được khởi tạo ở chỗ khác, chứ không hề làm tăng cái bộ nhớ của bản thân cái object đấy lên, đúng không? Cho nên là trong một lớp thuộc tính có liên kết dữ liệu với một đối tượng khác, với một cái lớp khác, thì người ta sẽ dùng thuộc tính kiểu đối tượng chứ không dùng thuộc tính kiểu mã. Nhớ nhá, đây không có liên quan gì đến cơ sở liệu cả, nên đừng có nói phụ thuộc hàm hay là tối ưu hay là dư thừa thông tin gì đây hết, đúng không? Việc sử dụng cái object làm thuộc tính là hiển nhiên, và đương nhiên là nếu các bạn học cái bài này rồi thì từ nay về sau đừng bao giờ để một cái thuộc tính trong một lớp liên kết ấy. Nó lại là mã, nó không đúng đâu. Thì ví dụ như là cái bài này thì là một cái bài toán khác thôi, nhưng mà bài toán quen thuộc của mình ví dụ như là sinh viên môn học bảng điểm. Ok, vậy thì nó bảng điểm nó có thông tin về sinh viên và môn học thì mới có ra cái bảng điểm đúng không? Ok, ta mà dùng kiểu cơ sở liệu ta sẽ lấy mã sinh viên, mã môn học và một cái giá trị điểm. Nhưng đấy là cách tiếp cận sai về hướng đối tượng. Về hướng đối tượng thì các bạn hãy dùng thuộc tính object sinh viên, object môn học và một cái giá trị điểm. Thấy nhắc lại, để đối tượng object ở trong một cái lớp thực tế là một cách tiếp cận tiết kiệm bộ nhớ nhất, chứ không phải là mình dùng thuộc tính mã mà tiết kiệm bộ nhớ đâu. Ngược lại, mã nó tốn bộ nhớ, ta lại vừa mất công lưu lại cái giá trị số đấy hay là giá trị sâu ký tự đấy, lại vừa mất công có cái phương thức để tra ngược lên là vậy từ cái mã đấy thì là nó thằng nào,
giống kiểu truy vấn thôi. Tra ngược lên thì phải mắc vào code đúng không? Tức là phương thức để tra bên lớp một là bên lớp này, hai là bên lớp kia. Đấy, vậy thực ra là tốn công sức xử lý hơn. Thực tế đối tượng là cách tiếp cận hay nhất và nhanh nhất. Bây giờ chỉ còn cái vấn đề là mình để thế nào thôi. Tức là mình để cái đối tượng thế nào thôi. Tức là trong lớp này thì để đối tượng là kiểu mảng hay là kiểu object. Còn trong lớp bên kia có cần cái ngược lại hay không? Con thấy nếu như ta mô tả đúng cái ràng buộc trong bài toán này nhá, thì code nó khá phức tạp. Trong lớp sinh viên sẽ có một mảng các cái khóa học. Đúng không? Trong khóa học thì sẽ có một danh sách sinh viên. Như vậy nếu các bạn thêm một sinh viên vào khóa học đó thì các bạn phải cần được cả hai bên. Tức là cái mảng sinh viên bên lớp khóa đấy, bên cái object course ấy, nó cũng phải thay đổi thêm một cái, nó sẽ add thêm một sinh viên mới đúng không? Đồng thời là cái object sinh viên đấy ấy, nó cũng sẽ phải thêm một cái thuộc tính course của nó, course list của nó thêm một và thêm cái đối tượng gắn với cái khóa học mà nó vừa đăng ký. Còn nhiều vấn đề không nhỉ? Tức là đây là cái cách gọi là mối quan hệ hai chiều và cả hai bên đều có trách nhiệm mô tả cái ràng buộc này. Lớp student mô tả danh sách các khóa học, còn lớp khóa học thì mô tả danh sách sinh viên. Thêm một sinh viên thì phải thêm cả hai bên. Ok, và học. Còn hiểu vấn đề không? Đấy, cái đấy người ta gọi là ràng buộc hai chiều hay là association hai chiều. Đấy, thì nhắc lại nha, nhìn vào đây thấy là association hai chiều sẽ là ràng buộc hai bên. Lớp student có mảng course, lớp course cũng sẽ có mảng student. Tại sao là mảng? Bởi vì nó có thể có nhiều mà. Một sinh viên có thể học nhiều khóa. Một khóa thì có thể có nhiều sinh viên, cũng thể là số đây là 5 đến 60. Ok, đấy là cái giá trị khởi tạo, giá trị ngưỡng đúng không? Nên một cái đây cái này thì một một đúng không? Một khóa thì do một khoa đảm nhiệm. Những cái này là nhiều. À, một khoa thì có thể dạy nhiều khóa. Cụ thể là không cho đến 3 khóa học. Và ví dụ trên đào tạo chẳng hạn thì như trường mình thì khoa cơ bản là không có chương trình đào tạo. Phụ trách không chỉ phụ trách cái nào cả. Tức là không. Đúng không? Thế nhưng khoa về thông tin thì có thứ hai. Ví dụ như là công nghệ thông tin và an toàn thông tin, ví dụ thế. Bây giờ có thêm cả khoa học máy tính nữa. Đấy là cái ngành đầu vào nhé. Các bạn biết là trong lớp chất lượng cao có ngành đầu vào là khoa học máy tính. Còn không tính chuyên ngành nữa. Đấy, ý thế nói là cái này nó cũng là nhiều mà. Có thể là không, có thể là nhiều. Đấy, cho nên trong bộ này nó đúng, mô tả đúng cái này. À, nhưng mà ta đều thấy rằng là thông qua cách nhìn như vậy thì nếu mà chúng ta bị ràng buộc bắt buộc phải mô tả ràng buộc association hai chiều thì code khá là vất vả. Đúng. Tuy nhiên thực tế là chúng ta hoàn toàn có thể chỉ nhìn vào một chiều. Người ta có một cái đoạn chú ý như này. Nếu bạn không cần biết khóa học mà sinh viên đó thực hiện hoặc khoa đó đảm nhiệm thì thuộc tính code list của student và faculty có thể bỏ đi. Tức là này. Tức là người ta sẽ nghĩ kiểu khác. À, sinh viên là sinh viên thôi, sinh viên chỉ có thông tin cá nhân sinh viên. Ở khoa thì là khoa, ok, có tên khoa, mã khoa gì đấy. Chứ còn thông tin liên quan khoa học thì sinh viên không cần lưu trong, chứ không cần có cái giá trị thuộc tính trong lớp sinh viên đó. Tức là lớp sinh viên không có thuộc tính con list và lớp faculty sẽ không có thuộc tính con list. Tất cả có liên quan đến course sẽ dồn vào lớp giữa lớp course. Trong lớp course sẽ có danh sách sinh viên và một giá trị thuộc tính faculty để cho biết là sinh viên nào tham gia khóa học đó và khoa nào đảm nhiệm khóa học đó. Về mặt nào đó thì cái này nó không đủ, nó không đủ thông tin nếu như ta xét từ một object cụ thể trong hệ thống đó. Thế nhưng nó giải quyết được cái yêu cầu của bài toán lực và không bị vi phạm gì cả. Có nghĩa rằng là khi đó người ta nhìn thì quan hệ association là mức độ là một chiều. Một chiều tức là nó chỉ có một chiều thôi. Bạn có hiểu vấn đề không? Một chiều tức là cái mũi tên này nó tròn ở đây rồi. Lớp code sẽ chịu trách nhiệm thực thi cái quan hệ này. Lớp course cũng sẽ chịu thực thi quan hệ này, còn bản thân lớp student và faculty thì không phải làm gì cả. Và đây chính là cái cách mô tả quan hệ association phổ biến nhất, tức là association một chiều. Các bạn nhớ cái đấy nhé, association một chiều. Ví dụ trong bài toán quản lý điểm, sinh viên môn học bảng điểm thì trong lớp sinh viên sẽ không cần có thuộc tính điểm nữa. Đúng không? Không cần có thuộc tính bảng điểm. Chúng ta có đấy. Bạn đều biết rằng là nếu mà chúng ta tra cứu thông tin sinh viên, đương nhiên ta cần quan tâm đến danh cái gọi là bảng điểm của sinh viên đó. Ví dụ như là bên trên hệ thống quốc của thầy là cũng lưu điểm của bạn, điểm môn khác ấy, để tham chiếu thôi. Ok, vậy thì rõ ràng là có, nhưng có đấy là giải quyết thông qua cách khác, chứ sẽ không đẩy thuộc tính post và sửa thuộc tính điểm vào trong bảng điểm vào trong lớp sinh viên. Cũng như thế môn học có bảng điểm không, có chứ, một môn học với một cái kỳ học kỳ cụ thể ta sẽ có bảng điểm. Thế nhưng mà ta bỏ đi, chúng ta sẽ không không cho bảng điểm vào trong lớp môn học nữa, và tất cả thông tin có liên quan đến cái đó người ta sẽ để cho lớp bảng điểm. Có nghĩa rằng bảng điểm
sinh viên, môn học và điểm. Tất nhiên trong trường hợp đó ta đều có thể thiết kế được nhiều cách khác nhau. Ví dụ một sinh viên với một môn học thì ta có một giá trị điểm, đúng không? Một object sinh viên, một object môn học có một giá trị điểm. Hoặc một sinh viên với một danh sách môn học thì có một cái danh sách điểm hay là một cái list hoặc là một cái mảng giá trị điểm. Hoặc là ngược lại, một môn học với một danh sách sinh viên thì có một danh sách điểm. Ok, cả ba cách đều được nhé, cả ba cách đều được. Như vậy tất cả cái sự khác nhau đó chỉ nằm ở lớp trung tâm, còn hai lớp hai bên không làm gì cả. Thì thấy nhắc lại là cái đấy người ta gọi là mối quan hệ association hai chiều, bị giảm thành một chiều. Ngoài ra thì có một cái dạng nữa là association tự tự thân, tức là từ nó chính nó, tức là có những object mà bản thân cái object đấy nó lại có cái thuộc tính kiểu chính nó. Người ta nghe giống như kiểu định nghĩa đại quy ấy, cũng không hẳn như thế, thế nhưng mà nó hoàn toàn có thể có. Ví dụ như là định nghĩa cái lớp danh sách liên kết của các bạn, đúng không? Trong C cộng cũng vậy và Java cũng thế thôi. Trong lớp linked list để mô tả một cái mối quan hệ liên kết thì chính nó sẽ phải có một object kiểu linked list để kết nối với một thằng ngay sau đó. Ví dụ giống như là con trỏ trong Java, trong C cộng thì trong Java sẽ tham chiếu, đúng không? Thì tình huống đó là gì? Là tự nói nó mà. Đây có một cái hình cũng cũng dễ hiểu thôi, tức là lớp person sẽ có thể có một cái mối quan hệ tự nó đến chính nó, đúng không? Mô tả thông qua thuộc tính supervisor. Supervisor là một thuộc tính của person cho biết ai là người giám hộ với person đó, mà giám hộ thì cũng là một person, có hiểu nhỉ? Người người giám sát đấy. Ví dụ như các bạn còn bé thì các bạn sẽ có người supervisor, có thể là supervisor đây có thể hiểu người hướng dẫn, đúng không? Người giám sát, người giám hộ, bố mẹ mình chẳng hạn, hoặc là cô gì chú bác gì đó, đúng không? Người giám hộ. Thì vậy thì nó cũng là người mà. Thì bản thân một người sẽ có người giám hộ, ok, nhưng mà cái người giám hộ có người giám hộ không có chứ, người ta cũng có một người giám khác, người giám hộ người ta, nếu người ta còn trong cái điều kiện thỏa mãn cái ràng buộc của cái thuộc tính đó, ví dụ như là không quá người dưới 18 tuổi chẳng hạn, kiểu kiểu thôi. Rồi thì tóm lại cái đây là cái mối quan hệ, thực ra là cái phổ biến nhất trong các bài toán của mình. Thầy sẽ bổ sung những bài toán nhóm này, và đây cũng là cái nhóm mà có thể coi là cái chốt cho cái việc mà các bạn quốc một bài toán nâng đối tượng. Nó các bạn thấy là cái mức đầu tiên là các bạn có một class này, có một class các bạn khai báo danh sách nó, đúng không? Cái mức đấy ta cũng có một tập bài, đúng không? Cái mức hai là các bạn có thêm class nữa, nhưng class đó lại liên quan trực tiếp đến class kia thôi, đúng không? Tức là ba class, thế nhưng mà cái giữa cái hai class nhưng mà class kia là thành phần của class thôi, tức là chỉ có hai thôi nhá, hai class thì các bạn có một số tập bài, đúng không? Đã làm cho một số bài kiểm tra có cái chuyện hai class đấy rồi. Không tính class main nhé, tức là có hai bên cạnh class main sẽ là ba, đúng không? Ta biết cái mấy cái bài rồi, đúng không? Nhiều bài toán sẽ như vậy: sinh viên, môn học, bảng điểm, một lớp lớp sách này, lớp bạn đọc và lớp gọi là danh sách mượn sách, đúng không? Lớp mặt hàng, lớp khách hàng và lớp trung tâm là lớp hóa đơn. Có hiểu cái quan hệ đấy không? Nó khá là thân thuộc, đúng không? Đấy, tức là sẽ có ba ba class thực thể, nó là hai class thực thể độc lập và một class trung tâm để kết nối hai đấy lại nhau theo một quan hệ association hai chiều. Đấy thì thầy nhắc lại là chỉ có đúng một cái ràng buộc quan trọng nhất thôi, đó là các bạn nhớ giúp là chúng ta sẽ không dùng thuộc tính dạng mã, được chưa? Nếu bạn nào phản biện, ok thưa thầy em rất thích dùng mã, thì giải thích cần tại sao em dùng mã. Thầy nhắc lại nó chẳng có ưu điểm, không có bất cứ ưu điểm nào cả. Nếu nó dùng mã nó tiện, ngược lại hoàn toàn bạn sẽ code rất dài, bạn sẽ code dài rất nhiều khi bạn không dùng mã. Không dùng mã thì mình chỉ việc là gán đối tượng sang đối tượng thôi thông qua tham chiếu, và sau đó thì dùng tham chiếu đấy thì ghép gì ra sẽ được nếu mình cung cấp các phương thức ghép xét, đúng không? Đâu đâu cần gì phải viết hàm để kiểm tra hay tra cứu đâu. Bạn có một cái mã, thầy dụ nhá, mã sinh viên ở trong lớp bảng điểm, ok, bây giờ bạn muốn in ra tên sinh viên đấy phải làm nào? À, như vậy bạn có một thuộc tính phương thức tên là tìm return tên theo mã. À, tham số là cái mã và return tên giúp cái tên trong một cái ArrayList gọi là danh sách sinh viên, đúng không? Search và hồi ra thằng nào đúng mã như vậy thì return tên. Rất to đoạn code, chưa nói chuyện code khó nữa. Thế nhưng nếu bạn dùng object có làm gì không? Chả làm gì cả, đúng không? Bạn khởi tạo object đó thông qua cái mã, đúng không? Và khi mà đã có thông tin mã rồi thì đương nhiên mà chỉ get tên là xong, tức là sẽ đỡ hơn rất nhiều. Tức là không phải là dùng mã là tiết kiệm, chẳng tiết kiệm cái gì cả, bộ nhớ thì càng không. Đúng không? Thầy nhắc lại rồi, chúng ta dùng thuộc tính mã
mất toi 4 bài, ví dụ là integer mất toi một string nếu nó là sum, đúng không? Trong cái trường hợp đó dùng tham chiếu từ logic ấy, thực chất là không tốn thêm bất cứ một cái bộ nhớ nào cả, hoàn toàn không thêm cái gì hết, đúng không? Bạn đã có một danh sách sinh viên, bạn đã có một danh sách môn học, vậy thì cái bảng điểm sẽ không có lý do gì để phải tạo thêm cái object mới hay là cái thuộc tính mới bên trong bảng điểm, chỉ để lưu trữ thằng sinh viên đã có, đúng không? Vô lý, đúng không? Sinh viên có rồi mà, môn học có rồi mà, vậy thì bảng điểm đơn giản là chỉ là tham chiếu đến thôi, chứ tội gì mình phải vẽ thêm thông tin mới để đại diện thằng sinh viên đấy, được hơn, đúng không? Không cần. Vậy thì đấy là cái duy nhất các bạn thì yêu cầu các bạn trong quá trình code cái quan hệ này cũng không khó và hoàn toàn không có gì mới cả, cũng chưa mất mình làm gì cao siêu, thế nhưng mà chỉ cần để ý thôi là chúng ta thường ấy là sẽ biết xử lý ở toàn bộ tập trung ở lớp trung tâm hết, lớp trung tâm quan hệ association 2 chiều, còn 2 lớp kia độc lập thì độc lập, ví dụ dễ hiểu nhất sinh viên môn học với bảng điểm, khách hàng mặt hàng với hóa đơn, đúng không? Đại loại như vậy. Bây giờ chúng ta có một cái dạng mối quan hệ nó khó biết hơn một tí, đó là quan hệ aggregation và composition. Trong cái biểu đồ rất class ấy, biểu đồ UML các bạn sẽ học trong kỳ tới, thì cái mối quan hệ liên kết ấy, nó thường vẽ vào một đường kẻ liền nét, nếu mà một chiều thì người ta sẽ có mũi tên, như nãy tao ví dụ mũi tên hướng về cái lớp thực thi, ví dụ như là lớp bảng điểm ấy sẽ lớp thực thi quan hệ, đúng không? Thì sinh viên sẽ có mũi tên chỉ đến bảng điểm, môn học cũng sẽ có mũi tên chỉ đến lớp bảng điểm và lớp bảng điểm lo hết, thì sẽ có một dạng đặc biệt hơn là cái mũi tên đấy nó không phải là mũi tên mà nó hình thoi, thì hình thoi đó là cái dạng quan hệ gọi là liên kết đặc biệt, người ta gọi là quan hệ liên kết kiểu aggregation hay là người ta tạm dịch là quan hệ thành phần, được chưa? Và composition là quan hệ kiểu cộng gộp hay là hợp thành, cộng composition composition compo mà cái nhà nó gộp thành, nó cấu cấu thành cái đối tượng đấy, khác nhau cái gì? Ok, ta thử nghĩ xem là ví dụ trong cái hình slide này, như nó cho 3 cái tên class ấy, không phải thuộc tính đâu, giả sử trong trường hợp mình muốn bài toán nó chi ly hơn nhé, chi tiết hơn về quản lý nhân sự nhé, thì tên sẽ có 3 thuộc tính thành phần, đó là first name, middle name, last name. Address có đến 7 8 thuộc tính thành phần, ví dụ như là số nhà, đúng không? Đường đường phố rồi tổ dân phố rồi, phường rồi, quận thành phố quốc gia, đúng không? Đại loại là địa chỉ nó có thể rất chi tiết. Khi đó name là một class và address là một class, và mối quan hệ của cái 2 class nó với class person nó được biểu diễn như trên hình. Tất name thì quan hệ kiểu hình thoi đặc composition, còn lớp address thì người ta mô tả một hình thoi rỗng, cái đó là aggregation. Còn nhớ nhá, cái chữ này này là ứng với hình thoi rỗng, còn cái chữ này ứng với hình thoi đặc. Cái hình thoi rỗng này người ta gọi là quan hệ thành phần, quan hệ thành phần. Còn hình thoi đặc này, dịch cách dịch của thầy Sơn là quan hệ cộng gộp, trong cái sách mà thầy dịch ra thì thầy viết, còn tất nhiên có nhiều người cách dịch khác, chỉ phân biệt nó với cái này thôi, tức là một cái thì nó chỉ là đơn giản là thành phần, còn một cái thì nó mạnh hơn. Ok, bây giờ các bạn trước hết là chưa 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 cần nghe lý thuyết, các bạn thử đoán này. Vậy thì khác nhau cái gì, nhìn vào cái tên class này thôi, đoán rất thể nữa. Vì sao cái name nó lại có quan hệ thoi đặc, còn cái address thì chỉ là rỗng? Mời mời các bạn. Bạn Phùng Quang Vinh cho rằng là người chỉ có một tên nhưng có thể có nhiều địa chỉ. Có phải nhỉ? Người chỉ có một tên nó cái đúng, địa chỉ một thôi nhỉ? Tại sao người có được nhiều chỉ nhỉ?
Có ai có ý nghĩa khác không? Bây giờ mình nghĩ là kiểu này nhé. Thứ nhất là thầy vừa nói xong, ở đây trên trên slide cũng có này, à, đấy là một cả hai cái này này, nó là một cái dạng đặc biệt của quan hệ liên kết, có nghĩa rằng là cái ràng buộc của cái object này với nhau là dữ liệu, có nghĩa rằng là lớp person có thuộc tính là name, lớp person cũng có thuộc tính là address, đúng không ạ? Giống như cái quan hệ liên kết bình thường thôi mà, giống như trong bảng điểm có sinh viên và môn học ấy, không khác gì nhau đâu. Khác biệt ở chỗ là nó mạnh hơn tí, dạng đặc biệt, à, cụ thể trong trường này con hệ aggregation này, ok, gọi thành phần quan hệ composition, thêm cái hình thoi nó tối đặc thay vì nó rộng, tức là nó vẫn là quan hệ thành phần nhưng nó mạnh hơn tí nữa, thì chắc là nó không phải liên quan đến chuyện là số lượng đâu, không phải. Người thì nghĩ theo hướng khác nữa. Có ai có cái suy nghĩ khác? Có người thì mới có tên bạn Kim Mạnh, có người thì mới có tên, có người thì mới có tên, không có người vẫn có thể có địa chỉ. Mạnh có thể bật mic lên nói cũng thể hơn được không? Thầy không, ừ, sao thầy không không chưa Ý hiểu, chưa là hiểu. cái nên nó là bắt buộc là một phần của người ấy. Còn còn cái địa chỉ thì có thể là không phải là một phần bắt buộc của người, có thể là, tức là không có người thì vẫn có địa chỉ bình thường, còn còn cái nên nó đi theo một người, không có cái người thì sẽ không có cái nên đấy. Ok, hợp lý đúng không? Có phải đúng đấy, có phải đúng. Đúng rồi, tại vì tên là tên người mà, tên mà kiểu first name, middle name, last name là tên người. Ok, như vậy cái object người, việc khởi tạo nó sẽ quyết định việc tồn tại của cái object name, đúng không? Tôi khởi tạo object person thì object name mới có thể tạo ra. Sự khác biệt của nó chính là trong cái chuyện mà mình viết code ấy, cho cái hàm khởi tạo của thằng 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 thằng, thằng name ấy. Khởi tạo name sẽ không thể khởi tạo được nếu như không có thằng person. Còn tất nhiên mình viết cách viết thế nào đó mình tính sau. Ok, nhưng đấy là cái ý nghĩa của nó. Còn address thì không phải như thế. Address địa chỉ mà. Địa chỉ cũng có thể đấy là một địa chỉ của một người, nhưng cũng có thể đấy là một địa chỉ của một công ty, của một cái gì đấy khác. Nó là một cái lớp độc lập. Đúng không? Một cái giá trị độc lập. Object địa chỉ thì khởi tạo không liên quan gì đến sinh viên. Thầy nghĩ là các bạn nên nghĩ đường đó. Tức là mình đang nói về hướng đối tượng mà. Thì đối tượng như thế nào? Đấy, thì bây giờ mình sẽ suy ra đó từ trên cái bài toán thực tế thôi. Như vậy cái hình thoi đặc ấy nó nhấn mạnh đến cái chuyện là một cái đối tượng này nó đi theo, đúng không? Nó được khởi tạo theo đối tượng kia, chỉ dành cho nó thôi, hay nói khác là sở hữu duy nhất. Còn cái mối quan hệ hình thoi rỗng này, quan hệ aggregation ấy, quan hệ thành phần, đơn giản chỉ thành phần thôi, ownership, mối quan hệ sở hữu, ownership, has a relationship. Hôm trước nhóm 9 có bạn nào không, bạn tìm tài liệu đâu ra, bạn nói rằng là cái interface thì thể hiện của một quan hệ header, và header ở trong lập trình đối tượng thì người ta chỉ nói đến khi ta nói quan hệ này thôi, tức là một cái object này nó có một thành phần là object key, person có một thành phần là address, tất nhiên person cũng có thành phần là name, chỉ điều giữ giữ name của person nó ràng buộc mạnh hơn tí nữa, mạnh hơn tí nữa. Đúng không? Gọi là exclusively owned, không phải chỉ là sở hữu mà còn là sở hữu mang chất là gì duy nhất ấy, đúng không? Cái gì đó mang chất là thuộc về nó, cái nó mạnh hơn thì. Còn còn cái này là header đấy, còn header chúng ta biết đến is đúng không, is cái thừa đúng không, cái thừa trực tiếp, thì người ta biết đến header nhé. Header rất hay gặp ạ. Phải nhắc lại là chúng ta đang code ứng dụng cơ bản, thầy có cho lên đến cả 100 bài đối tượng nhưng hầu hết vẫn đang chỉ trong ở trong cái mấy cái nhóm thôi. Một là khai báo một object đúng không, những cái thứ bài toán nghiệp vụ liên quan thầy không quan tâm. Thứ hai là một mảng object của chính nó, có đúng không, rất nhiều đúng không. Thứ ba là một mảng object nhưng trong object đó có thể có một object khác bên trong nó, có đúng không, có một số bài như thế đúng không. Còn cái dạng mà chúng ta đang nói thì nó sẽ nhiều hơn thế một tí, tức là có đến ba, ít nhất ba cái object trong đó, thì cái lớp trung tâm nó sẽ có thành phần là hai lớp, còn lại bảng điểm có thành phần là sinh viên, có thành phần là môn học, gọi quan hệ thành phần.
Obligation cơ bản vậy thôi. Còn tất nhiên trong trường hợp mình muốn nhấn mạnh mạnh hơn nữa là sinh viên chỉ có thể tồn tại trong bảng điểm thôi. À thế không đúng đúng không? Bài toán không đúng. Cái này thì đúng này. Nên vẫn function thì hình thoi đặt này là đúng. Chứ còn nếu một sinh viên bảng điểm thì cái này không đúng. Sinh viên vẫn độc lập, nó vẫn tồn tại độc lập, nó có thể không phải trong không gắn vào lớp bảng điểm mà gắn một chỗ khác đúng không? Chứ bảng điểm thì có thành phần là sinh viên ok, chứ còn sinh viên không thuộc về bảng điểm như thế nó không phải như vậy. Vấn đề này nó cũng ít thôi đúng không, ít gặp được, còn cái này rất phổ biến. Có điều là khi nào thì người ta viết mũi tên bình thường và khi nào thì người ta viết hình thoi này, thì người ta viết hình thoi này khi mà cái bài toán đấy nó tập trung vào cái lớp trung tâm ấy, và người ta chỉ quan tâm đến cái việc nó thuộc là thành phần này thôi, chứ người ta không quan tâm đến khởi tạo riêng thằng này được lập hoàn toàn để xử lý trong một tình huống khác. Rõ ràng là nếu cái bài toán chúng ta ấy, mà đề bài là có danh sách sinh viên nhập vào in ra sẽ sinh viên một cái bảng riêng, danh sách môn học nhập vào in ra môn học một cái bảng riêng, còn person là một cái bảng ý thầy là table trong form ấy, chứ không phải cơ sở liệu nhé, là cái riêng, thì trong đó không phải quan hệ hình thoi đâu. Hình thoi nó chỉ tập trung một cái giữa thôi, tức là bạn không hề có hai cái bảng kia thì cái đó nó sẽ thành thoi. Hãy phân biệt một chút cái gọi là ownership với cái dạng gọi là chỉ là association thông thường. Hơi tiếc là cái bài này nó quan trọng thì thầy lại giảng không không hay lắm, một phần là sức yếu nói không không được khỏe. Thế nhưng mà thầy nghĩ là hy vọng mọi người hiểu đúng không, quan trọng nhất là các bạn nhớ nhé, là khi tôi nhìn trong làm một bài toán đó có mấy cái điểm cần nhớ đến thời điểm này nhé. Thứ nhất là cái chuyện một cái lớp có một cái object đại diện cho lớp bên kia là chuyện bình thường đúng không? Và cái quan hệ liên quan nó ta gọi là quan hệ liên kết, tức là về mặt dữ liệu đối tượng này có liên kết với đối tượng kia, có liên kết đó nó có thể có hai chiều nhưng để dễ cài đặt thì thường người ta cần một chiều thôi đúng không? Thông thường hướng đến cái lớp trung tâm, lớp trung tâm của bài toán, ví dụ như lớp bảng điểm, ví dụ như hóa đơn. Ok, thứ hai trong tình huống mà cái lớp trung tâm nó quyết định tất cả, nó những lớp còn lại sự tồn tại của nó không quan trọng, hoặc thực ra là object đó nó không tồn tại riêng, thì người ta sẽ dùng một quan hệ gọi là aggregation hoặc mạnh hơn nữa là composition. Tất nhiên trong tình huống mà nó vẫn cứ độc lập được thì chúng ta vẫn dùng dấu mũi tên bình thường nhé, tức là quan hệ association thông thường. Bây giờ nhấn mạnh đến chuyện cài đặt cái quan hệ gọi là cái hình thoi đặt thế nào cho nó khác biệt. Còn tất nhiên là trong trường hợp tổng quát thì vẫn là cách cách bình thường này thôi, tức là tôi dùng cái object này làm thủ tục object kia, chỉ thêm một cái ràng buộc về cách cài đặt thực tế, đó là ta sẽ không xây dựng một cái danh sách name riêng, nó không hề quan trọng đúng không? Cũng như thế không phải là có một cái danh sách address nữa, mà ta chỉ có duy nhất một cái này là cái trung tâm thôi, còn hai cái này nó chỉ là khai báo để tạo ra thành phần cho nó. Đấy chính là cách mô tả quan hệ thành phần thông thường. Còn nếu muốn phải mô tả cái quan hệ gọi là thế này này, như lúc nãy bạn bạn Mạnh có nói, tức là có comment ấy, là ok cái lớp name này này, tức là nó chỉ tạo tồn tại khi mà person được tạo ra thôi, tức là person có person thì mới có name, chứ còn không có person thì name chả thuộc về cái gì cả. Và như vậy tốt hơn ấy là người ta tìm cách làm thế nào đó để cho thằng name thuộc về person, thuộc về ok, vì thế người ta sẽ dẫn đến mình đến một khái niệm ta gọi là inner class. Inner class có thể cài đặt được cho cả hai quan hệ aggregation và composition, cả hai nhé, tức là lớp nằm bên trong lớp, lớp nằm bên trong lớp dùng để mô tả thuộc tính của chính nó. Như vậy thay việc là viết một cái lớp address và name bên ngoài thì tôi đưa luôn ở trong này. Đấy, thì trong tình huống này nếu như đã là viết inner class sau đó khai báo đối tượng theo cái cách riêng, viết hàm khởi tạo của nó không có hàm khởi tạo riêng cho name mà chỉ khởi tạo name bên trong thằng tạo person, thì ta sẽ có quan hệ hình thoi đặc thôi đúng không? Composition rõ ràng đúng không? Thế nhưng mà rõ ràng ta thấy rằng là cách viết này nó có nhiều nhược điểm, đó là cái address ấy, khi mà tham chiếu bên ngoài ấy, thì nó tham chiếu qua person thì không đúng đúng không, với address là không đúng, và như vậy thì address cho đây nó không hợp lý. Nhưng name là đúng không, person chấm name, với name là một thành phần của person, lớp name nằm trong lớp person, inner class, các bạn nhớ inner class, class nằm trong class. Khá nhiều bạn không hiểu sao học đâu đó cách viết này ngay khi chúng ta còn chưa học đến phần này, tức là các bạn viết thế này này, trong lớp main nhé, các bạn viết thêm một cái lớp nữa, thì ví dụ như có các sinh viên ấy, lớp main vẫn có hàm main nhưng trong lớp main có thêm lớp sinh viên nằm trong lớp main. Ok, bạn code và chạy được bình thường sắp lên AC đúng không? Nhưng đấy không phải cách viết tốt.
lớp sinh viên chẳng có liên quan gì đến lớp main cả. Có đúng không? Ràng buộc như thế nó không đúng. Tình huống này mới đúng này. Tức là khi name là thuộc tính thuộc về version composition đúng không? Thì cái đó cách viết inner class sẽ giúp mình mô tả được chính xác cái quan hệ kiểu kiểu này. Một là viết inner class, hai là viết bên ngoài thì ta ràng buộc vào trong khởi tạo. Tức là hai lớp có thể nằm chỗ khác nhau nhưng khởi tạo thằng này thì sẽ khởi tạo thằng kia chứ thằng kia không khởi tạo riêng. Tức là khởi tạo lồng nhau. Thì đương nhiên khi đó thì name sẽ không được độc lực. Đấy, thì nó phải nhấn mạnh được điểm không được độc lực thì mới mô tả được quan hệ. Những cái này quan trọng không? Là ok, tao bây giờ tao mới nhìn vào đây tao thấy rằng là chỉ đơn giản là thầy đang nói bài toán nào đó mình chưa phải làm. Thế nhưng sau này công việc các bạn thực tế có khá nhiều bạn khi tham gia thì những ngày đầu tiên thì công việc hàng ngày của bạn sẽ là trước mặt các bạn là một cái bản thiết kế và các bạn hãy cốt đúng bản thiết kế đấy. Vậy cho nên cái chuyện mà hình nhìn hình cốt theo là chuyện bình thường. Đúng không? Nhớ nhé là hình thoi đặc, hình thoi rỗng là hai cái cùng một cái dạng quan hệ nhưng mà nó nhấn mạnh và cái ràng buộc nó khác hẳn nhau. Và hình thoi đặc sẽ thường đi kèm với inner class. Cách viết inner class. Ok, còn cái dạng quan hệ kế thừa ta biết rồi, ta đã học rồi, chẳng vấn đề gì cả. Rồi, thì thầy mở lại cái tập bài tập các bạn sẽ bài nào nó có cái kiểu ví dụ. Đây, có một số cái bài nó có cái nhóm bắt đầu có quan hệ kiểu liên kết nhưng mà như thầy nói là mới 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 dừng lại mức hai class chưa có ba class. Ví dụ các bài tính lương này, cũng có mấy cái bài kiểu đấy, tức là ví dụ nó có hai tầng thông tin. Ví dụ bài này là nó có cái phòng ban đúng không, và đi kèm với nó là cái nhóm này, sau đó mới đến cái bảng lương đúng không. Nhóm này ok, một là vẫn có thể XL, thứ hai là mình sẽ viết một class riêng. Thì nếu viết class riêng thì cái lớp là sẽ thành phần của lớp 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 bảng lương đúng không? Mình hiểu hiểu cái quan hệ liên kết đúng. Thực tế nó chỉ thế thôi mà. Tính giờ chuẩn của giảng viên thì cũng là bài toán kiểu như thế. Ok, gì nhỉ? Một môn học. Đây, môn học đây, môn học đây. Một giảng viên, đây, giảng viên đây. Và như vậy, môn học, giảng viên, mỗi một giảng viên với môn học thì có một cái gọi là giờ chuẩn đúng không? Giảng viên này môn này có giờ chuẩn này, vẫn giảng viên đó thế nhưng mà lại có thể có một cái môn học khác nữa, ok, có thể cộng lại đúng không? Và như vậy đây là chính là một một trong ít các bài mà nó có quan hệ kiểu ba class ấy. Ta viết cách viết tốt nhất là viết ba class ra, thế nhưng có thể các bạn đã viết cách khác, có một số ít bạn đã làm bài này và viết cách khác, thế nhưng cách viết tốt nhất của nó chính là ba class. Một class tên là môn học, ok, mã môn tên môn đơn giản là lớp, một class tên là giảng viên, mã giảng viên tên giảng viên xong, và lớp tên là gọi là gì nhỉ, tên của tên đề bài thôi. Ví dụ như là bảng giờ chuẩn, bảng giờ chuẩn có hai thuộc tính, có ba thuộc tính, thứ nhất là một môn học, thứ hai là một giảng viên, và thứ ba là đi kèm nó là việc số giờ chuẩn. Ok, viết thế dễ hơn đúng không? Và như vậy thì chúng ta thay vì việc là chúng ta cố gắng ngồi trong một class và viết một cái mảng class rất là khó viết thì tách ra ba cái thì rất là dễ viết. Ok, thì cái này đến tập tuần sau chúng ta sẽ quay lại làm rõ hơn để ta có thể là bắt nhịp cho cái nhóm bài tập mới. Nhóm bài tập mới tức là nhóm bài tập bắt đầu có nhiều class ở trong tuần sau. Có một cái nhóm bài tập khác nữa nhìn rất rõ luôn, mặc dù mới ít thôi, thầy mới có một vài bài thôi, từ vì cũng cũng phần dày ra đầy nó khá là ngại. Tự quản lý bài tập nhóm này, bài này có từ lâu rồi mà cũng khá nhiều người làm rồi mà. Ok, mỗi một sinh viên có thông tin như thế này. Ok, mỗi một sinh viên có một thứ tự nhóm rồi, và sau đó người ta sẽ muốn là ok làm nào đó để liệt kê sách của sinh viên trong nhóm đó. Cách một, mình sẽ gắn cái thuộc tính nhóm vào sinh viên và ta duyệt. Ok, cách hai là mình sẽ phải dựng club tên là nhóm cho nó, cái ID này nó chỉ là cái
thông tin của lớp đấy thôi, đi kèm cái gì đấy. Đúng. Mình có thể giữ nghĩ đến cái cách code theo kiểu là bang class, bán hàng đề bài rất là rõ đúng không, còn mặt hàng hóa đơn từ lớp rồi giống như cái đề bài đấy nói các bạn đúng không? Đương nhiên là bài này đã mô tả như thế này tức là code bang class rồi và rõ ràng trong lớp hóa đơn. Ok, bạn làm hóa đơn thế nào, nếu bạn biết nó hóa đơn mà trong đó có mã kiểu này thì đương nhiên bắt mình code kiểu khác đúng không. Thì bây giờ mình sẽ thay đổi đi, từ trong bài tập mới thầy sẽ không yêu cầu code thầy nữa mà thầy sẽ yêu cầu bạn code kiểu thuộc tính. Thuộc tính tức là khách hàng, mặt hàng không phải là mã mà là object, thuộc tính object chứ không phải thuộc tính cụm mã. Thì sẽ tính bài này nó không có ràng buộc, không có ràng buộc về hàm in nên là chúng ta phải code cái lớp hóa đơn thế nào cũng được. Thầy không biết là các bạn code thế nào. Lớp hóa đơn à, dùng mã và tra ngược, tra ngược trong cái lớp chính dùng cái hàm để tra ngược dựa trên mã. Ok, đấy cũng là một cách đúng không? Sắp tới mình sẽ thay đổi đi, không có vượt mã nữa. Mình dùng object, có thể ban đầu mình không quen nhưng rồi sẽ quen vân vân. Khá nhiều cái bài bắt đầu có cái ràng buộc giữa các class thì ta sẽ bắt đầu tập code theo cách mới, tức là mình sẽ không dùng thuộc tính mã nữa mà mình sẽ dùng object để thay thế. Rồi qua nghề làm lại
Chúng ta học tiếp nhé. Cái phần tiếp theo thì như thầy nói nó là cái phần cơ sở để chúng ta học được cái Java question, và nó cũng là một trong cái viết code rất là hay. Hy vọng là sau cái buổi này thì bạn sẽ hiểu một cách chắc chắn về nó thay vì việc là người viết sơ sơ rồi. Generic là cái thuật ngữ mà người ta nói đến cái cách gọi tư duy lập trình khái quát ấy. Có nghĩa là một cách viết code mà có thể ứng dụng cho được nhiều kiểu dữ liệu. Hay nói khác, người ta đưa kiểu dữ liệu thành cái tham số hóa kiểu dữ liệu. Đại loại như vậy. Tham số thì thường hiểu là các cái biến đúng không? Hoặc là object đúng không? Thì bây giờ người ta đang muốn là cái kiểu dữ liệu cũng được coi là tham số. Đấy, thì cái đấy người gọi là generic programming. Nó sẽ có gì đó khá tương đồng với template ở trong C cộng. Nhưng mà template ở trong C cộng thì nó không bằng. Tức là nhiều cái nó chỉ đơn giản là định nghĩa cấu trúc đại loại như vậy, cấu trúc lệnh theo 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 có thể dùng cho kiểu kiểu dữ khác nhau, còn generic mạnh hơn rất nhiều. Dịch cái này là gì thì là trong tiếng Việt ấy, nếu các bạn Google search thì nó sẽ là lập trình khái quát hóa. Nhưng thực sự thầy không không thực sự thấy thoải mái với cách dịch của lắm, để thấy nó cứ nghe nó cứ sao sao. Tức là người ta có nói thì đúng thôi, dịch cũng không có gì sai, nhưng mà ta sẽ thử nghe giảng một buổi xem là vậy thì mình hiểu thế nào về nó cho nó hợp lý. Generic programming theo cái khái niệm trong tiếng Anh nhé, nó là gì ạ? Cách tạo ra một cấu trúc lập trình mà có thể sử dụng bởi nhiều kiểu dữ khác nhau. Đấy, đơn giản thế thôi, các bạn cứ nhớ lại cái đấy. Cách người ta tạo ra cấu trúc lập trình. Cấu trúc lập trình tức là cái gì đó từ mức độ thấp nhất đúng không? Là một cái phương thức này, cao hơn là một class này, và cao hơn nữa thì có thể là interface, có thể gì đó đúng không? Mà có thể sử dụng với nhiều kiểu dữ khác nhau. Như vậy có nghĩa rằng là ta sẽ cho kiểu dữ liệu thành một cái dạng như tham số nó. Tất nhiên là giá trị lớn nhất của nó chính là liên quan đến chuyện kế thừa, liên kế thừa mà ta đã học ở trong buổi trước. Trong hôm nay ta sẽ nghe giảng hai phần, thứ nhất là về class và một chút về array list, cái array list và linked list, để mình biết hai cái nó cùng liên quan đến một dạng cài đặt, nhưng mà là cách viết generic nó dẫn đến hai cách sử dụng hoàn toàn khác nhau. Ví dụ của generic thì nó như cái trong cái đoạn cuối của slide. Public class ArrayList mở vòng nhọn e. Cái chữ e đấy chính là một cái cú pháp của generic, tức là nó thay thế cho các kiểu dữ liệu. Viết như thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là ArrayList có thể dùng với các kiểu dữ liệu nào đó, được kiểu đó sẽ đưa vào chữ chữ e đấy. Ok không ạ? Thì cái chữ e đấy xuất hiện đâu? Ví dụ là khi nó xuất hiện trong tham số khởi tạo ngay trên class ấy, ở trên cùng ấy, tham số của class ấy, thì đồng thời mình cũng sẽ dùng nó ở trong những phương thức có liên quan. Ví dụ như là tôi đang định khai báo một cái ArrayList ứng với kiểu dữ liệu E, vậy thì kiểu dữ liệu E đó sẽ đưa vào thông qua hàm S, lấy ra thông qua hàm remove hay gì đó chẳng hạn. Đấy, thì chữ E nó xuất hiện như này có nghĩa là đây là cái gì thì đây cũng sẽ là cái đó. Ok, đây tôi cho vào đây một cái string thì đây cũng sẽ là string. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Đấy, thì cái cú pháp mà viết dấu ngoặc nhọn kèm theo chữ cái này, đấy, thì cái đấy ta gọi là generic. Được chưa? Đấy, cái đấy ta gọi là generic. Đây là class, đây là class bình thường, đây là phương thức khởi tạo, đây là phương thức bình thường, còn cái này thì gọi là generic này. Ok chưa? Thì nó sẽ có mấy cái dạng generic. Thứ nhất là generic ứng với object, tức là với kiểu class ở trong cái dấu ngoặc. Tất nhiên đây ta sẽ thay thế bằng chữ cái đại diện đúng không? Nhưng mà khi mình dùng nó trên thực tế thì chữ cái đại diện đó mình dùng với một class thì ta gọi là một kiểu gọi là class đúng không? Thế còn tất nhiên ta cũng có thể dùng cái generic với interface, hoàn toàn có thể ra dùng với interface, đó chính là một cách dùng rất hay đúng không? Như bạn đã biết trong buổi hôm trước là có những cái hàm cũng có liên quan đến sắp xếp và tìm kiếm ấy. Thì với cách gen viết generic ứng với comparable đúng không, thì hóa ra rằng nó rất là tiện ích, bởi vì là bất cứ thằng comparable nào cũng sẽ được dùng trong cái tình huống đó, cho dù nó là một so sánh được mà, nó là một sâu ký tự, nó là một sinh viên hay là nó là một con gà, nó miễn là nó comparable thì người có thể đưa vào được. Như vậy là cách dùng với interface cũng rất là mạnh, rất là hay. Tuy nhiên là ngược lại thì nó sẽ không dùng với kiểu dữ cơ bản được, ta không thể dùng với kiểu dữ như inter double được.
Generic là class là object mà. Ok, nhưng chúng ta có thể dùng với cái này ta biết rồi đúng không? Ta có thể dùng với các cái wrapper class thay thế. Ví dụ như là mình không dùng với kiểu double được, nhưng mình có thể dùng với lớp double. Rồi. Vậy thì cái rõ nhất của nó chính là chỗ chữ E thôi. Thế mình sẽ quăng hiểu cái chữ đấy. Thì đây thì thực chất là khi mình điền cái bank account vào trong cái khai báo release ấy. À, có nghĩa là mình thay cái chữ E bằng bank account đúng không? Vậy thì vì vậy cho nên là cái hàm add khi đó nó sẽ hiểu rằng tôi đang dùng hàm add với bank account. Cũng giống như chúng ta dùng comparable đúng không? Comparable khi ta mở ổ nhọn bên cạnh nó ngay khi khai báo ở trên trên cái dòng khai báo class ấy. Implement comparable thì ta để nó ví dụ như là nhân viên xóa nhân viên đúng không? Thì cái đấy nó sẽ là chữ E đấy. Thì mình thay thế đó với cái chữ E ở phía dưới thôi. Và như vậy cái hàm nào có liên quan đến compare to được thì cái đối tượng compare to cũng là nhân viên. Rồi. Thế nhưng mà nó ngược với cái cách mà viết không dùng generic. Thì linked list là một cách viết không dùng generic ở cái chỗ đấy. Tức là khi viết thì hàm add nó lại luôn dùng với object. Có nghĩa rằng là trong một danh sách liên kết ấy, nó không nhất thiết phải là các object cùng kiểu. Đúng không? Thằng đầu tiên là một sinh viên, thằng sau là một cán bộ, thằng sau nữa thì là một con bò và phía sau đó là một thực sinh cũng chẳng sao cả. Thì tức là hàm add nó dùng với object thường. Tất nhiên mình có thể đưa object cùng kiểu vào cho thống nhất nhưng có thể là không. Đó. Thì rõ ràng là cách viết generic nó tốt hơn. Thì mình nhìn qua ví dụ này nhé, tức là hai cách viết thực tế ở hai cái class có sẵn của Java là ArrayList và LinkedList cho thấy một điều rằng là cách dùng generic ấy sẽ giúp chúng ta ràng buộc kiểu đúng không? Ràng buộc kiểu dữ liệu, tức là mình cố định được cái kiểu dữ liệu đi kèm với cái collection cụ thể. Ví dụ thế, thay vì là mình sẽ để nó tự ép bằng bằng cách dùng class to hơn, ví dụ như là chúng ta dùng hàm s với object thì object nào cũng được đúng không? Giống như kiểu mình dùng hàm s với person chẳng hạn thì sinh viên vào đấy cũng được mà nhân viên cũng được đúng không? Ý là dùng lớp cha thì lớp con sẽ có thể gắn vào đúng không? Chúng ta học đa hình rồi mà. Cái viết này cũng cũng được. Thế nhưng mà rằng nó sẽ có thể dẫn tới việc là trong một danh sách nó có những phần tử không cùng kiểu. Không cùng kiểu object tương ứng đúng không? Còn cách viết như trên này chắc chắn nó cùng kiểu. Thế thôi. Khác biệt nó chỉ có chỗ đấy thôi. Tất nhiên là khi đã làm một kiểu rồi thì nó sẽ không thể có chuyện là dùng với các kiểu dữ liệu khác nhau được. Chúng ta đang có một cái account một này. Account 1 là một cái ArrayList đã được gắn thành một kiểu bank account. Thì như vậy account 1 add một show là sai. Tuy nhiên rồi vì show ký tự không phải là dạng bank account. Thế nhưng mà nếu chúng ta dùng linked list thì ta làm được cái đó. Chúng ta làm được bởi vì là hàm add nó có thể dùng với object bất kỳ. Không có vấn đề gì cả. Chỉ có điều rằng khi mình ép kiểu trở lại ấy, thì đương nhiên là mình muốn ép kiểu trở lại một bank account thì thằng này nó vốn đang có một string thì đến dòng này sẽ báo lỗi. Báo lỗi là không ép được. Ok bây giờ đến đến việc mình thử cài đặt nó thì ví dụ tiêu biểu cho cái viết generic là mình tự viết một cái lớp tên là lớp pair lớp pair thì trước hết để chuẩn bị cho việc lớp pair người ta sẽ muốn viết lớp pair nhá viết lớp pair với cái cách viết generic tức là lớp pair mà có hai cái tham số ấy, là hai cái ký pháp generic ấy, ứng với hai object khác nhau gắn cái ghép cặp mà ghép cặp hai object khác nhau đúng không thì bây giờ ta để ý một tí nhé là ta sẽ có những ký tự đấy thì ký tự đấy nó là cái gì được thì không phải là mình viết tùy tiện đâu nó sẽ có những cái quy ước cố định trước tức là có một số ký tự mình cần dùng và nó có ý nghĩa cụ thể chữ E là đại diện cho element tức là nói chung là các thành phần trong dạng collection cụ thể là list đúng không? Tức là cái dạng phần tử bên trong một cái tập ok chữ E chữ K với V đi kèm với nhau rất là dễ hiểu đúng không? K V là key value thì ta rất hay gặp trong các cái cách khai báo map đúng không? Map, hash map, tmap tức là cái gì đấy có liên quan đến một cặp giá trị và ánh sáng khóa và ánh sáng khóa và giá trị ánh sáng giữa khóa và giá trị thì key value thế như vậy có nghĩa là ta không dùng chữ K độc lập mà đã K thì kèm với V còn chữ E thì rất là rõ ràng là dành riêng cho cái nhóm phần tử kiểu danh sách đúng không? Mà ta đưa vào trong các cái phần tử danh sách còn lại những cái lớp khác không thuộc nhóm đấy không thuộc nhóm mà phù hợp với chữ E cũng không phải là KV thì nó sẽ dùng các chữ cái đại diện tượng trưng general type chung chung ví dụ như T S U vì vậy người ta tự viết thì ta thường dùng T S U ok không ạ còn Java mà viết rồi thì người ta dùng chữ cái E KV nó rõ ví dụ như là list array list vector thì dùng một chữ E
Còn cái cả stack thì cũng dùng chữ E, chúng ta sẽ còn quay lại nó trong tuần tự. Còn K và V thì dùng với map, gmap, đó. Kiểu kiểu hasmap. Rồi tóm lại ta dùng TSU nhé, nếu tự viết, mình tự viết thì dùng TSU. Thì đây là ví dụ mình dùng chữ T và S để khai báo một cái lớp E theo kiểu Jerry. Lớp E không có gì xa lạ đúng không? Ta ghép cặp hai phần tử với nhau. Thì cái khác biệt ở cái code này chỉ đơn giản là gì? Là bây giờ mình có thể ghép vào bất cứ đối tượng nào. Mình cho một cái gì là first, một cái gì đó là second vào đấy. Và tôi sẽ mô tả cái object first là kiểu T. Còn object second là kiểu S. Mọi người hiểu đúng không? Hiểu cái này đúng không? Chả chả mất đi à? Đơn giản chỉ là ghép cặp thôi mà. Như vậy thì tất cả những cái hàm có liên quan đến đến việc khởi tạo này, get, set này, thì ta đều dùng cái kiểu dữ liệu tượng trưng, tức là cái chữ cái generic ấy, thay cho cái object thật. Và khi mình đưa kiểu dữ liệu vào thì cái chữ T và S được thay thế bằng cái kiểu dữ liệu phù hợp. Tuy nhiên là đây chỉ là khai báo generic chứ ta chưa dùng đúng không? Trong tiếng này thấy nhắc lại là mình viết như thế thì khi nào dùng mình sẽ gắn T là gì và S là gì. Ví dụ ghép cặp một sinh viên với cuốn sách này. Ok. Tức là object là bất cứ object nào được đưa vào cái file này được. Đấy thì dễ hiểu mà. Get first, get second. Ok. Get lấy ra cái object kiểu first, kiểu T và lấy ra object kiểu S. T là điện được first và S là điện second. Ok. Đây là cái code thật của cái lớp đấy. Và cũng dễ viết mà đúng không? Cái lớp này mình tự viết đấy, chứ không phải lớp của Java đâu. Mình tự viết được mà. Rất đơn giản. Khởi tạo nó xong rồi viết cái viết viết cái ba phương thức đúng không? Một là khởi tạo, hai là get first, get second. Set thì đưa vào cuộc khởi tạo rồi không cần set. Set là cái này rồi mà mình đưa vào chứ không mình không cần set đúng không? Đưa vào khởi tạo. Còn get, get là to string. Và to string thế nào do mình cách mình in ra thôi. Tùy đề bài đúng không? Ở đây thì có thể in ra cách nhau dấu phẩy này. Và dấu ngoặc của cái dấu phẩy ví dụ thế. Đấy, ví dụ là mình dùng với một cặp mình khai báo thì nhắc lại là vì nó là generic nên khai báo mình sẽ biết thế nào. Thế này vào đây. Ok. Khai báo. Cái hàm này là hàm mình trong trong cái code này nó tự viết một cái hàm tên là first containing, tức là nó search trong giá sách tên cái đầu tiên mà tìm thấy cái chữ cái đấy nó sẽ trả lại object gắn với thằng string và cái thứ tự gắn với thằng thứ hai là thằng integer. First sẽ là cái số ký tự ứng với cái giá trị tìm được của hàm đấy. Còn cái second đây sẽ là cái số thứ tự. Ví dụ trong trường này người ta đưa vào cái số thứ tự là thứ tự của cái chữ cái sâu tìm được trong cái dãy ban đầu. Còn cái first coding for châu rồi mà nếu mà nó có cái chữ cái đấy tức là cứ gần đúng thì return nó phải nó bao gồm thứ nhất là một cái sâu ký tự là thằng từ first này còn cái thứ tự thì đưa vào integer tức là cái second. Bài ví dụ minh họa cho việc dùng lớp P. Ok thì bây giờ thay vì việc là các bạn tạm thời chưa 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 đi sâu phần sau lý thuyết nữa nhé, thì trong tập bài tập của chúng ta nó có cái bài đấy mà nó có cái bài P, cụ thể P ở đây là lớp P. Cụ thể là hai cái object integer. Bài này thì đề nghị của thầy là viết code để thỏa mãn cái hàm main thế này. Tất nhiên là hàm main thế này thì mình có thể cho lớp pair là một lớp có hai thuộc tính là hai cái biến integer. Đúng không? Thì bây giờ thầy chỉ muốn đề nghị là các bạn thay đổi một chút bằng cách thầy sẽ sửa cái hàm main này. Trong đó mình sẽ viết là hai cái thay vì là hai cái số thì giờ sẽ dùng hai object integer. Ok, hai object integer và lớp hai tương tự như lớp vừa rồi. Các bạn thử thử viết đấy. Bây giờ thấy thấy sẽ thay đổi hàm main luôn nhé. Thấy thay đổi hàm main và các bạn thử viết code để mình submit lại. Thầy thấy biết là các bạn đã có code bài này rồi. Bài này đơn giản chỉ là có một hàm kiểm tra nguyên tố được có gì đâu. Đúng không? Còn cái hàm main đã có rồi. Bây giờ thì cái là thay cái lớp P theo cái gì? Cái slide này thấy gửi các bạn rồi mà. Nếu mà không nhớ lớp P nào thì lưu slide ra copy paste ra. Nhưng mà ép buộc cả main nó theo kiểu như vậy. À, anh em vào luôn đấy, sao nộp lên. Thì như lại như thế nó sửa cái main này. Sửa main này.
Rồi các bạn thử code code theo đấy, rồi xong ít bài lên xem nha. Cái bài này thì nó có một cái vấn đề là nó sẽ bị cái chỗ kiểu dữ liệu cho cái hàm kiểm tra đúng không? Mình sẽ dành mình sẽ dùng kiểu object integer thay vì dùng kiểu số nguyên cho cái hàm đấy.
Mới có ba bạn nộp bài, mọi người có hiểu yêu cầu nhỉ? Tức là mình tập dùng Revit cho cái bài toán hay không? Mới có Phùng Quang Vinh, này, Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Trọng Đạt, à Lê Huy Hoàng nữa, bốn người. Còn lại các bạn khác đâu hết. Dễ mà, code lại cái, tức là cái domain nó thay đổi theo kiểu Revit rồi, các bạn chỉ cần code lại cái nấc pe theo kiểu Revit thôi. Thay cái kiểu inter bằng object đúng không? Và như vậy hàm check nguyên tố thì mình ép kiểu object sang integer, đương nhiên là như vậy.